giống như người đàn bà chết trôi thì nằm ngửa, người nữ ông chết trôi nằm sấp. Nó có khí âm dương. Đức Quỳnh Giáo Chủ khi về ngài xuống nước mắt. Thì hôm nay mình đến chỗ cô Hoa Lý thì có rất là nhiều anh chị em ở phương xa đến đây để tiếp chuyện với cô Hoa Lý nha các bạn. Này mình đã Hậu Giang á ha, tỉnh Hậu Giang hay là tỉnh Cần Thơ? Lên đây lâu chưa? À, tức là nãy giờ lên mà có tiếp chuyện cô Hoa Lý chưa? Không, lên qua giờ rồi. À, lên qua giờ ha. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Chính đổi để đâu để nơi đó đổi à. Nói chung mình làm những video tâm linh rồi nghe thấy nó cũng hay hay. Chúc nhiều sức khỏe nha. Miền Nam mình thấy tam kỳ không? Nam kỳ. Nam kỳ thì ba kỳ là ba cờ, là kỳ tam phổ độ. Đúng cái Đức Ngọc Đế phải lâm phạm ngay là đất nước Việt Nam và miền Nam. Vì cái tam kỳ phổ độ chứ đâu có nói là nên mình may mắn là được một cái tiêu chế của cái bề trên đã sắp từ tuần xưa kia Phật sắp đã lâu cuộc chiến xây thế giới một bầu để lừa lọc con tin cho Phật gồm những nơi sửa sang tin tất để sau này trời Phật thưởng thông cho dân trần gõ lực thiên công có điều một thiên đường hay chẳng. Nhưng ông nói không có được khô hồi trước trong bá tánh nghe rồi im lặng chứ không được nói, nên những cái thời kỳ đã qua nó là cái móc xích để mở đầu của Hội Long Hoa. Như vậy thì năm 1919 của Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sinh đó, ngày ra đời từ năm thì cái đại hội này được mở trên thiên, ngày mới đầu thai, ngày mới chuyển thế đầu thai làm con của ông Quỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm ở vùng thánh địa, bởi vì địa linh mới sanh dân kiệt, nó dựa vào dòng Cửu Long Gia đó, mà nó trúng cái quyệt dương của Thất Sơn là núi cấm, là một là Thiên Cấm Sơn nè, rồi bên là Thiên Cấm Sơn là các vị như là Đức Phật Thầy Tây An, Thầy Ngài Cử Đa và những vị tu hành từ các cái vùng miền xa xôi của từ ở Huế nè, của Đức Bổn Sư nè, ở Bình Định là Đức Phật Tây An, Đức Tây An nè, ở Phú Yên là Ngài Cử Đa, còn ở ngoài Bạch Dân thì của Đức Chánh Trình Nguyễn Minh Khiêm. Như vậy thì trở về Nam đặng có sửa sang miền Nam địa thân gia đẳng cấp. Đức Quỳnh cho tôi nói theo, tôi là tín đồ Đức Thầy, tôi không nói ngoài lời của Đức Thầy tôi được. Trong các tôn giáo và các giáo hệ nếu có thích thì ủng hộ để cho những cái cuộc để là trao đổi nó có cái xúc tác tốt đẹp, cái hiểu biết hơn. Còn nếu chưa vừa ý thì xin góp ý để xây dựng lại cái buổi giao lưu nói chuyện nó có cái phần phù hợp để trải nghiệm con người và cả đạo đức. Như vậy thì tôi nói chị nghe, tôi nói cái Hội Long Hoa phải nói dòng chứ chị không nói tắt vô cái Hội Long Hoa. Kết là kết làm sao, người nào biết Hội Long Hoa, ai là người chủ tọa. Trong kinh sách nói, nhưng mà cái người biết theo một cái lý thuyết, nó tương tự giống như lý thuyết thực hành, nó phải giống nhau. Cái lý thuyết này nó đi đôi với thực hành. Nếu anh có lý thuyết anh làm đúng theo thực hành, anh làm đúng theo thì ok rồi đó. Như vậy thì ông kỹ sư có lý thuyết, anh nông dân có thực hành. Hai ông này phải gần gũi nhau thì đạo nó mới tinh sáng được, đúng không? Như vậy thì cái năm 1919 ông tái sanh rồi, thì năm 1939 thì ông mới mở đạo ngày 18 tháng 5 mở đạo. Thì đây là chỉ có Đức Quỳnh Giáo Chủ là ở miền Nam thôi, cái kỳ chót này ở miền Nam, nên tam kỳ chỉ có ngày ở miền Nam, còn ông Bổn Sư thì ở Huế. Như vậy thì ở núi Cấm mình là Thiên Cấm Sơn, Liên Hoa Sơn, Thủy Đài Sơn, rồi là núi dài là Ngọa Long Sơn, Anh Vũ Sơn, Ngũ Hồ Sơn và Phụng Quần Sơn. Nó nằm trong cái quyệt. Mà trên núi mình có năm dồ. Một là trả lời. Một là mình đi đây nè, mình cái dồ cây quế nè, rồi dồ chư thận nè, rồi dồ Gia Long nè, rồi tới cuối cùng là vô đầu, vô Phủ Quyền đó, là điện 13 tôi nói đó, mới tới vô Bồ Hông. Thì chị lên thấy rồi, đi lại từ vô 13 thì nó hang mẹ đẻ, chị đốt cái ngang hay chị đi thấy cái bóng ngã ngang cắm xuống rồi. Vì cái quyệt đó thuộc về âm, giống như người đàn bà chết trôi thì nằm ngửa, người nữ ông chết trôi nằm sấp.
nó có khí âm dương, nó có chất khúc. Nếu đàn ông nếu mà chết trên sông là nằm sấp hết không? À, nó là phụ nữ là nằm ngửa. Bởi vì trời là có chất khúc lên. Dạ. Còn nữ là có chất âm, như vậy thì nó có gọi là nó gọi là âm dương thị khí, có hung thối, con người sẽ dễ có sanh ra con người là có khí âm khí dương, nó kết tụ là cái thần khí của con người. Thì khi mà chỉ có mỗi một người có mắt đi, nó có linh hồn thì ta còn thần khí. Cái người trung can giống như người quan là người, những người làm việc cho đất nước, những chiến sĩ anh linh, những người là vị quốc dân thân, ta trở lại người ta còn nghĩa là khí hùng, tức là lực khí. Người ta tu cái đạo người ta là trung hiếu hiền, chứ người ta không tu tới Phật nổi. Tại vì ở quốc độ nào phải về quốc độ nấy, mà Đức Huynh Giáo Chủ nói rất rõ. Còn bên cao đại giáo mở đạo thiên tiên, vì tiên mới lập thế, còn Phật là chỉ tham dự thôi. Phật là tứ đại gia không mà, vô sở hành, vô sở đắc, vô sở chứng, vô sở trụ. Thì Phật lấy gì lập thế? Nên phải đưa về cho bên cao đại giáo. Nên cao đại giáo mới có cuộc lập thế, nên mới gọi là hội thánh, hội tiên. Nên Đức Thầy, Đức Huynh Giáo Chủ nói long qua tiên Phật đáo ta bà, tức là cái kỳ chót này ngày trở lại có Phật, mà có thánh, mà có tiên, có thần. Nên trong cái xác ông Huynh Giáo Chủ á, Phật tức là cổ Phật Lâm Phàm thay thế cho Đức Phật Thầy Tây An, thì ông Phật đó là nói về cái chân tánh bát nhã, mà tôi từ giờ là nói cái trí thứ tư đó, cái ba la mật đó. Thì kế bên cái trí thứ tư mình phải có trí huệ, bởi vì chỉ coi trong khi mà nhà sư Từ Dân với khu Trường Già với nhà sư Từ Dân với khu Trường Sưng viết đó, hai cái đối của cái lý Phật Thánh Tiên, chứ không phải là có hình thánh thật. Như vậy thì bên đây nè, mình có trí huệ. Trí huệ là cái trí bát nhã, đó là ông Tề Thiên Đại Thánh, mà khi mà chị không có thầy, không có giáo thì xưng trời, xưng đất, xưng thánh, xưng thần. Mà khi mà để quy y với Tam Tạng rồi thì không còn Tề Thiên Tề Thánh nữa, mà tôn ngộ Phật. Pháp chỉ ngộ rồi có gì để có về Phật. Còn bên đây nói về tánh, tánh của Satan. Tánh Satan là tánh ác nè. Tánh của bác giái là tánh tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi. Tánh của ông Tam Tạng là tánh Phật. Nên ba cái tánh này con người mình ra một cái thần ở con người thì nè, khi có chồng, có vợ rồi biết mà ăn, rồi có danh, có lợi, có tình, có tiền, có tài, có sắc, có ngũ dục. Nhưng mà mình giác ngộ có mà không. Vậy chị cũng có chồng, có vợ, có tất cả ngũ dục, nhưng mà chị dám buông theo thời điểm, thì đó là gọi là giác ngộ. Và đi đến cái lý thường chân của Đức Phật. Còn tại sao cái tánh ác của Satan, mà coi có khi khi coi phim coi chuyện không ai hiểu, thì tại sao ở cái sông, không ở sông đầu mà hắt xa, mà ông Tề Thiên á, ông nói ông này ông trí huệ, ông đâu có xuống cái u mê này được. Ông nói với bác giái, tánh mê gặp với mê, ông này mê sắc, mê tài, mê danh, nó gặp với mê ác, thì hai cái nó bây giờ mình xuống cái sông khắc xa, mình dụ xe Satan lên khỏi mặt nước, nắm đầu nó đưa về thầy, hiểu không? Thì nghĩa là cái tánh mê mới xuống dưới chỗ mê được, còn cái tánh giác người ta không có xuống chỗ mê. Nên ông Tề Thiên ông không thể nào xuống hắc xa, mà ông lâu thì ông nghĩa là sa tăng lên được hết. Nên bác giái phải đi đến đó, đến đó thì ông dụ ông sa tăng vừa lên ông đem quy y cho thầy. Thì cái lòng ác của mình như hiện tại là tánh sân si nè, con thú nè, thâu cho được con lông ác nghiệp, thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh, nên cầm bọt qua tiêu chữa qua diện cái nơi tâm cho tắt, thì đạo quả ngày kia mới đắc. Tức là con lông ác nghiệp, tức là cái độc xà trong lòng mình, cái tánh độc á. Mà cái tánh độc này sau này trừ tà gian còn thiện, chỉ tồn lại độc ác sau từ trừ kiếp nọc. Cái hội long hoa này là cái màn trời chiếu đất và các chư vị, các thanh khí của thiên nhiên và trong chủ hòa dụ chủ quan trời quốc đất sẽ quỷ diệt tấm lòng người nào độc. Nó chỉ con độc xà mà. Như vậy thì cái Sa Tăng phải đi giết, mang cái sọ đậu như vậy nè, giết 99 người con người nữa, phải không? Nhưng mà khi ngộ rồi, đi lợi thầy Tam Tạng quy y rồi thì xa ngộ tỉnh. Chị xa cái ác rồi chị mới tỉnh, chứ chị còn nắm cái ác rồi chị tìm tỉnh, tỉnh đâu có mà tìm. Nên đạo phải thấu nhận chân lý, nên coi rồi phải nhận coi cho hiểu lý. Coi tại sao ta phải tu hành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bậc chánh người đời mới nói. Hay là Đức Huynh Giáo Chủ có nói trong một cái đoạn mà trong tín đồ hòa hảo sai lầm rất xa. Ngài nói những người mà tạo chuông mỏ chùa đình rồi am cốc tướng pháp để là không có tu, mà để đó để gạt chúng, gạt đạo chúng để lấy tiền,
thì mình ngài mới nói là mỏ chuông bài độc tụng ó la chớ xuống kẻ tường thông nghĩa lý. Phải không? Mình làm cái đó, nhưng mà cái mình đem cái đó mình nói thầy thật quan cho thầy mình, mà một số tín đồ mà người hiểu ngay về đó thì thầy mình về Đức Quỳnh Giáo Chủ khi về ngài xuống nước mắt. Gì? Dạy tính tính là tin đồ là làm y lời thầy mà không không làm được gì lời thầy. Thầy nói kệ kinh tụng niệm điên thanh đó là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ mình là phàm nè, mình mới tu nè. Bây giờ chị ở đời chị đi uống rượu cờ bạc quýnh số đề rồi đi chơi với mấy em này, cái nó gì trời, thằng con của bà Bảy đó, đó nó phá của nó đi chơi quá trời quá đó. Nhưng mà nó trở lại nó ăn chay thôi, nó chưa có tu mà nó ăn chay thôi, tối nó cúng lại thôi. Cái ta đi ngang ta dòm nó, trời con bà Bảy rồi đó, nó chơi quá trời mà bữa nay tôi thấy nó tu rồi, nó cúng lại. Thấy không? Đó là cái giới để là một cái khuôn để được ép vào khuôn khổ người hiền. Chứ thật sự khi chúng ta hiền rồi nó không còn giới để giữ, lòng bình đẳng đâu còn giữ giới. Sở dĩ chị giữ giới vì chị không bình đẳng. Như vậy thì ông Sa Tăng mà ông được đức ông Tam Tạng quy y rồi, làm học trò rồi xa ngộ tịnh. Nhưng khi chị xa được cái ác thì chị sẽ tịnh. Chứ chị có những người cứ ngồi thiền viên nhiêm gì người tịnh. Tịnh ở đâu? Tịnh trong cái động mới là tịnh. Cái đó là tư cách để mình huấn luyện nội tâm mình thôi. Chứ mình tịnh là tư trần bất nhiễm, là người thánh lẫn tục không mê chứng bực hiền. Mình đi tất cả trong thị thành thôn quê mà mình không nhỏ. Nhưng tôi nói chị nè, tôi nói chuyện như bữa hôm nay mà tôi không chấp là tôi đã có nói. Như Đức Phật thuyết pháp 49 năm tới ngày hỏi gì chứ Đức Phật có nói gì không? Nói Phật không có nói lời nào hết. Pháp từ chúng sanh mà có, chứ không phải từ Phật mà có. Vì Phật thương chúng sanh, Phật mới ngộ được cái chân pháp, nghĩa là giải thoát để cứu cánh cho trăm họ đi vào, nghĩa là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng đi vào cực lạc một đàn. Thì thân thầy khỏi phải gian nan, đâu cần phải dùng câu ngạo báng. Cái thời này khó nhưng thời bao cấp khó khăn, nhưng mà ngài nói thì nói chứ trời thấp tháng, trời im trời thừ cứ ra tay, quyết chèo thuyền đứng chốn bồng lai mới nghe nghĩ tấm thân của lão. Như vậy thì thầy không thể còn ở đất nước mình, không còn ở đây, không còn hiện tiền mình sát để truyền đạo. Thì điển quang của ngài lần quan điển chiếu nhanh như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa, Phật tiên vận chuyển lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Cái thời của ở hải ngoại bây giờ đúng cái dịch Covid này mới đúng cái lời của thầy nói. Như vậy thì con hữu phước là hữu đức hữu tâm, có tánh biết giác ngộ, biết tu hành, biết thiên những là người anh em ở trong đất nước của chúng ta đang sống trong cái thời